Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi trên kênh FPTV. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, nhóm chống phá theo dõi ông Huỳnh Uy Dũng có mưu hèn kế bẩn gì chăng? Thưa quý vị, vừa qua một người được cho là thuộc nhóm Lên Con, anti-fan chống đối bà Phương Hằng đã chụp hình chiếc xe hơi chở riêng ông Huỳnh Uy Dũng với lời nhắn đầy dụ ý đen tối. Dù trời mưa hay trời nắng, nhiệm vụ của tôi mỗi ngày là theo dõi chiếc xe này đi đến những chỗ nào. Ngay khi thông tin ngày này được đăng tải, những người yêu mến bà Phương Hằng đã vui vẻ đăng tải thông tin với mong muốn. Phía công ty Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng biết là bản thân ông đang bị theo dõi và có người đang quan sát nhất cử nhất động của ông. Những người yêu mến bà Phương Hằng đưa ra những lời cảnh báo. Nếu ai có quen chú Dũng thì liên lạc với chú là bọn Antifan, nó đang theo dõi chú Dũng suốt. Dưới đây là hình ảnh chứng minh cho các bạn xem. Và đính kèm với đó là những bức hình lũ lượn đi theo chiếc xe chở ông Huỳnh Uy Dũng trước hành động mơ ám không chỉ là tiểu nhân, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, hành vi của con lần này không hề đơn giản. Chúng ta có quyền đặt ra câu hỏi, tên này là ai, theo dõi ông Dũng nhằm mục đích gì? Hắn ta nói, đây là nhiệm vụ của hắn ta, vậy ai đã giao nhiệm vụ cho hắn? Có phải là một tổ chức nào đứng sau hay không? Và liệu nếu không có biện pháp cưỡng rắn, sự an toàn của ông Huỳnh Uy Dũng có được đảm bảo? Bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật trầm trọng. Chúng ta còn nhớ, trong lần bà Phương Hằng ra Hà Nội với sự cảnh giác cao độ, bà Phương Hằng từng yêu cầu một người bạn đồng hành cùng mình quay lại toàn bộ những khoảnh khắc bà có mặt tại thủ đô. Và cho biết hiện tại, xung quanh bà có rất nhiều người yêu thương, nhưng cũng có rất nhiều người ghét và rất nhiều người muốn bịt miệng bà Phương Hằng, nên không loại trừ khả năng một đối tượng nào đó trà trộn và ra tay hại bà. Vì thế, hành động quay toàn bộ video trong chuyến Bắc Tín là một hành động sáng suốt nhìn xa của bà chủ Đại Nam. Và hiện nay, ông Huỳnh Uy Dũng cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Dựa trên pháp luật, con lần này đang vi phạm nghiêm trọng. Và nếu không biết dừng lại đúng lúc đúng nơi, cái kết phải lãnh là rất đắng. Cụ thể, điều mà con lần này đang vi phạm là điều 38 của luật dân sự năm 2015. Cá nhân được pháp luật bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Mức án cho loại tội phạm này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Mức khoản tối đa cho người phạm tội này có thể lên đến 5 năm tù. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Vì thế, mong là con lươn nhỏ bé tay sai kia sớm quay đầu là bờ. Đừng có vì đồng tiền nhỏ nhoi trước mắt mà nhận cái kết đáng thế này thì không hề xứng đáng đâu. Kính thưa quý vị, vì sao chúng tôi luôn ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng? Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng đang bị vi phạm pháp luật, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng là vì bà Nguyễn Phương Hằng đã làm thức tỉnh chúng tôi mỗi ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng kêu gào là để cho chúng tôi thấy được, biết được những sự dối trá, lừa lọc, lừa lẹo của bọn gian manh có tổ chức. Bà Nguyễn Phương Hằng đã không ngại hy sinh danh dự của bản thân mình và gia đình của mình để vạch trần những cái xấu đang lên ngôi trong một xã hội. Bà Nguyễn Phương Hằng, bà không muốn chúng ta, con cháu của chúng ta phải bị lừa như thế. Trong cuộc chơi hay trong cuộc chiến phải có đầu thương mới thấy được anh hùng. Từ khi bà Nguyễn Phương Hằng vướng vào vòng lao lý 331, lũ lươn không còn dám xuyên tạc. Các fan chính nghĩa đã chia sẻ những việc làm thiết thực trước kia của bà Nguyễn Phương Hằng, làm cho những người mù mờ trước kia, họ phải sáng mắt ra rất nhiều. Bởi vậy, trong cái họa cũng có cái phúc. Chúng tôi nghĩ rằng bọn lươn lẹo không còn lá gan để mà lên mạng xuyên tạc, dù chỉ là một từ chứ không phải là bọn lươn. Bọn này nhân từ mà bỏ qua cho cô Nguyễn Phương Hằng đâu. Cho dù bà Phương Hằng có ra sao thì hay lũ mãi nhục truyền đời này sang đời khác, không có gì cô rửa sạch, không bao giờ rửa sạch vì đã là lươn. Và mới đây thì chúng tôi mới cập nhật được một thông tin về vụ việc của Nguyễn Phương Hằng tại trại giam T30. Theo chỉ đạo của Trung ương, sắp tới tướng Công an Tô Lâm sẽ đến trại tạm giam T30 hỏi thăm sức khỏe của các tù nhân. Và trước tình hình này, ông Phan Văn Mãi và ông giám đốc Công an Lê Hồng Nam đã có động thái lạ. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đã đổ dồn hết mọi vấn đề có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho bà nữ ca sĩ Việt Oanh. Kính thưa quý vị, vì sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu là ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lệnh từ ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi để đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trại giam T30. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng có livestream nhấn mạnh rằng ông Phan Văn Mãi, ông đã từng nhận ơn của vợ chồng tôi và ông là người ăn cháo đã bát. Ngay lập tức, vấn đề này đã được khán giả và cộng đồng mạng cùng với người dân trong cả nước đã chia sẻ rôm rã về câu này. Và đến đây, vì quá xấu hổ với bản thân thật sự là một con người ăn cháo đã bát, đã bộc lộ ra thì ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chỉ đạo cho ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam
Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dựng lên nước cờ mới và nước cờ mới của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi và ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam. Đó là đổ dồn mọi tội lỗi liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do đơn của nữ ca sĩ Vy Oanh tố cáo. Và mới đây trên trang báo Lao động số ra ngày 27 tháng 3 2022 đã đăng thông tin bài bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam có liên quan đến đơn tố cáo của nữ ca sĩ Vy Oanh. Và như vậy, đây lại một lần nữa đã khiến cho rất nhiều người dân trong và ngoài nước rất là bức xúc liên quan tới vụ việc và hành động của các cơ quan chính quyền địa phương. Mà đặc biệt, người đứng đầu là ông Phan Văn Mãi và ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam. Vì trước đó khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng cùng chính các phương tiện truyền thông đã chính thống của Đảng Nhà nước và đặc biệt là các báo chí truyền thông của Công an Nhân dân đã đăng tải tin bài là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt về điều luật 331 Bộ luật hình sự, chứ không liên quan gì đến nữ ca sĩ Vy Oanh. Và đặc biệt là trước đó sự việc của nữ ca sĩ Vy Oanh đã được các cơ quan chức năng của Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu như xử lý sự việc của nữ ca sĩ Vy Oanh đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì lại liên quan tới điều luật 155, 156 là vu khống và xúc phạm tới người khác, chứ không liên quan gì tới điều luật 331 mà các cơ quan chức năng chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua đã đưa ra và thông tin trên báo chí rong rã trong mấy ngày gần đây. Đặc biệt hơn là liên quan tới sự việc của nữ ca sĩ Vy Oanh với bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu xét cho cùng thì đó là một sự việc dân sự, chưa đủ thuyết phục cũng như là để khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng cho đến nay vì nhiều vấn đề dư luận đã gây bức xúc và áp lực cho các cơ quan chính quyền địa phương, mà đặc biệt người đứng đầu là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi. Ông Phan Văn Mãi này đã dựng lên một nước cờ mới để đưa ra nhiều vấn đề sở hữu và cũng như là tư vấn về vấn đề này đã khiến cho nhiều người dân trong cả nước rất là bức xúc. Vừa cảm thấy nực cười, bức xúc vì ông Chủ tịch Phan Văn Mãi và ông Giám đốc Lê Hồng Nam đã coi thường người dân không ra gì. Khi nay nói một đằng, mai lại nói một nẻo. Thật là nực cười vì các cơ quan chức năng mà lại đưa ra những quyết định mập mờ, khuất tất như thế này. Điều này khiến cho người dân trong cả nước thật là khó hiểu. Theo đó, trên trang báo Lao động với tin bài, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam có liên quan đến đơn tố cáo của nữ ca sĩ Vy Oanh. Khi đã cho biết rằng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố cáo của nữ ca sĩ Vy Oanh, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Và cũng trưa ngày 27 tháng 3 trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 là do đơn tố cáo của nữ ca sĩ Vy Oanh. Theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm về việc bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là nữ ca sĩ Vy Oanh, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 ngụ tại quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được tin báo tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội Facebook, YouTube để nhiều lần tổ chức livestream phát qua trực tiếp qua mạng Internet, thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm, nên cơ quan điều tra Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời ra quyết định và quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân theo điều luật 331 Bộ luật hình sự. Trong cùng diễn biến sáng cùng ngày, thì nữ ca sĩ Vy Oanh đã cùng với luật sư đến công an ở Thành phố Hồ Chí Minh để nhận các thông báo có liên quan đến đơn tố cáo của mình. Và như vậy thì sự việc đến nay đã rõ sau khi bà Nguyễn Phương Hằng kép vào điều luật 331, thì các cơ quan chức năng chính quyền địa phương, đặc biệt là công an ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được dữ dội và sự chỉ trích có liên quan tới ông Chủ tịch Phan Văn Mãi và ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã ra một điều luật thật ra vớ vẩn, quyết định không rõ ràng về bà Nguyễn Phương Hằng. Vâng, kính thưa quý vị, cũng qua cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng, bản tin của chúng tôi muốn gửi đến lời cảm ơn tất cả mọi người. Lần đầu tiên, bản tin của chúng tôi xin gửi đến lời cảm ơn tới độc giả trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ và lan tỏa những gì tốt đẹp để đến với những người dân phải bảo vệ chính nghĩa trải qua khoảng thời gian một năm, chưa dài và cũng không lột qua ngắn. Với vụ việc drama của CEO Nguyễn Phương Hằng, tôi chưa từng nhận mình là chính nghĩa vì với tôi, mọi điều xuyên suốt trên chặng đường đi tìm công lý. Chỉ giản đơn là cảm nhận thấu tình đạt lý và nhận biết mọi việc về nghĩa cử cao đẹp mà có mấy ai làm được những điều trân quý đó. Tôi chiêm nghiệm một điều theo lời Phật dạy, nhà Phật quan niệm rằng vạn vật trên đời này quay quanh quy luật trần trục hoại không con người. Ta trụ lại trên thế gian,
nhờ bốn đại đất nước lửa gió, thiếu một thứ thì con người không thể tồn tại. Sự sống cái chết là vô thường, con người ta trên cõi nhân gian này chỉ là giả tạm, con người ta khi mất đi bốn đại trở lại thi thể của nó, đất sẽ trở về với đất, gió sẽ trở về với gió, nước sẽ trở về với nước và lửa sẽ trở về với lửa. Chính vì vậy cứ một mạng người phúc đáng hà xa, hạn chúng ta đều biết. Nếu drama của CEO Nguyễn Văn Hằng không xảy ra, thì nhiều người dân ngay cả kể bản thân tôi cũng chưa từng nghe và cũng chưa từng một lần biết đến cái quỹ mộ tim Hằng Hữu. Vậy nên tôi đã tự hỏi, bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình không thể lo đủ kinh phí để phẫu thuật cho chính đứa con mình mang nặng đẻ đầu, duy trì sự sống, và những bệnh nhân có hoàn cảnh eo le đã được quỹ Giờ Vàng, quỹ Hằng Hữu cứu giúp. Chưa kể đến những cây cầu được xây dựng phục vụ cho người dân, những đoạn đường tình nghĩa, nhà máy xử lý nước thải vân vân và vân vân. Ngần ấy việc làm ý nghĩa có ích cho xã hội, cho cộng đồng, cũng đủ để minh chứng cho một doanh nhân đại nam, đã đủ để lên án cho những việc làm thiện nguyện từ tâm. Còn biết bao nhiêu nghĩa cử cao đẹp mà từ trước cho đến nay họ cùng đồng tâm đồng lòng cống hiến như nữ CEO Phương Hằng.